Thái Lan, livestream trực tiếp cảnh trong phòng giam lên YouTube nhiều giờ liền. Một sự việc huy hữu vừa xảy ra mới đây khi toàn bộ hệ thống camera giám sát trong một nhà tù ở Thái Lan bị tấn công, đồng thời mọi cảnh quay trong tù đều được livestream trực tiếp trên YouTube. Theo tờ The Star, hacker đã tìm cách đột nhập vào hệ thống camera giám sát của một nhà tù ở Thái Lan và sau đó phát video trực tiếp những góc quay trong tù lên YouTube. Theo truyền thông địa phương, vụ việc không hề được biết đến cho đến khi chính quyền nhận được cảnh báo từ một nhà báo tình cờ xem được đoạn livestream trên YouTube. Cụ thể tài khoản YouTube có tên Big Brother S. -Gaze đã livestream cảnh hoạt động của các tù nhân trong nhiều giờ trên YouTube. Trong đoạn video livestream, người ta có thể thấy nhiều góc quay khác nhau trong nhà tù. Điều này cho thấy, hacker đã truy cập được vào toàn bộ hệ thống giám sát của nhà tù. Chia sẻ với báo giới, các nhà chức trách ở Thái Lan cho biết, hệ thống camera ở nhà tù Lang Suan thuộc tỉnh Trung Phong đã bị hacker tấn công. Lần theo dấu vết, các quan chức phát hiện kẻ tấn công đến từ bên ngoài Thái Lan nhưng không tiết lộ cụ thể về nhóm hacker này ngoài ra cũng không có bất cứ thông tin nào về cách hacker đột nhập vào hệ thống camera giám sát